Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 24 tháng 4 thông báo Trung Quốc và Singapore sẽ tiến hành cuộc tập trận chung trong tuần này. Trong thông báo đăng trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay Hải quân nước này sẽ điều một tàu hộ vệ tên lửa và một tàu quét thủy lôi tới cuộc tập trận chung kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, nhưng không nói rõ địa điểm theo Reuters. Đây sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Trung Quốc và Singapore kể từ năm 2021 khi Bắc Kinh tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh ở khu vực. Cách đây khoảng 2 năm, Trung Quốc và Singapore tổ chức một cuộc tập trận chung trong vùng biển quốc tế ở mũi phía nam của Biển Đông. Sau khi nâng cấp hiệp ước phòng thủ song phương vào năm 2019 để bao gồm các cuộc tập trận quy mô lớn hơn giữa lục hải và không quân của hai nước. Sự hợp tác quân sự gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Singapore diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vẫn còn nhiều vấn đề. Trong tuyên bố chung được đưa ra sáng 18 tháng 4 sau cuộc họp kéo dài 3 ngày ở Nhật Bản, ngoại trưởng các nước G7 gồm Nhật, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông theo Kyodo News. Vào tháng 8 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận mở rộng mang tên Super Garuda Shield với Indonesia, với sự tham gia lần đầu tiên của Singapore, Nhật Bản và Úc. Cũng trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc đã đưa máy bay ném bom đến Thái Lan tham gia một cuộc tập trận chung. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.